Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, kiểm tra thực tế của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa tại huyện Thạch Thành mới đây cho thấy, mặc dù mùa mưa bão đã đến, lại là địa phương trọng điểm thường xảy ra các sự cố do mưa lũ, song công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão tại huyện Thạch Thành vẫn còn nhiều tồn tại bất cập, cần được nhanh chóng khắc phục. Tại một số thôn xã trên địa bàn huyện Thạch Thành, số lượng vật tư được giao chưa được chuẩn bị, nhiều bao tải cũ hư hỏng chưa được thay thế. Tại một số xã, kho vật tư dự trữ rột nát, hệ thống cửa bảo vệ không đảm bảo. Tại các vị trí hồ, đồi dốc, đê bao Thạch Định, nơi đã từng xảy ra sự cố sạt lở nhưng hiện tại đá cát phòng chống lụt bão dự trữ vẫn chưa đủ, chưa đúng quy định, thi công tu bổ chậm tiến độ. Trên nhiều tuyến đê, nhất là đê sông Bưởi, cây cối bụi rậm không được phát quang, gây cản trở dòng chảy, ách tắc lòng sông. Tại các tuyến đê cấp 4, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện Thạch Thành quản lý, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, khó khăn trong vận chuyển vật tư phòng chống lụt bão. Một số nơi để đất đá dự phòng sai vị trí gây cản trở giao thông. Trước thực tế trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Thạch Thành khẩn trương bổ sung số lượng vật tư còn thiếu, quan tâm chỉ đạo các xã đưa đất đá dự trữ vào đúng vị trí, nhanh chóng xử lý các điểm sạt trượt trên thân đê, mái đê và phải tăng cường kiểm tra hệ thống các cống tiêu, trục sung yếu, kịp thời phát hiện xử lý các sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Trước tình hình khô hạn và thiếu nước đang diễn ra gay gắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thủy nông phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai nhiều giải pháp để cấp đủ nước cho sản xuất vụ mùa năm 2020. Thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh có gần 3.500 hectare cây trồng lâm vào tình trạng khô hạn và thiếu nước. Trong khi đó, mực nước trên các sông chính như sông Mã, sông Bưởi, sông Chu đều cạn kiệt. Nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã về mực nước chết. Đặc biệt, hồ chứa nước Cửa Đạt cung cấp nước cho gần 90.000 hectare, hiện chỉ còn 1,35m nước nữa là về mực nước chết. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị thủy nông huy động hơn 50 máy bơm dầu dã chiến nối dài ống bơm ở các trạm bơm để cấp nước cho gieo cấy. Hiện nay thì theo cái dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài, và hai nữa là cái nguồn nước về nó rất là ít, nên là nếu như không có gì thay đổi về thời tiết thì đầu tháng 7 mực nước hồ sẽ xuống đến mực nước chết. Và nếu xuống đến mực nước chết thì các cái hệ thống tưới sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc lấy nước. Các địa phương cũng khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, chuyển đổi các diện tích gieo cấy không ăn chắc sang trồng các loại cây chịu hạn. Các địa phương như Nông Cống, Quảng Xương, Hậu Lộc, Nga Sơn đã thực hiện triệt để biện pháp tổ chức đắp đập ngăn mặn, vận hành hợp lý công trình thủy lợi để lấy nước, nâng cấp một số công trình dọc trên sông để nâng cao năng lực bơm. Đối với các cái hồ đập thì là chủ động đóng mở các cái cửa van cho khoa học để từ kiểm tra từ đồng cuối kênh. Các cái địa phương, các cái công ty ở phía dưới hạ lưu thì là căn cứ vào cái đấu mối và theo dõi cái lịch phát điện của các cái thủy điện để trực 24/24 giờ đón nước về để có đầu nước là tích trữ vào đồng ruộng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã gieo cấy gần 90.000 hectare, đạt trên 85% kế hoạch gieo trồng vụ mùa năm 2020. Tuy nhiên, dự báo vào giai đoạn lúa bắt đầu bén rễ, cần tưới dưỡng sẽ khó khăn về nguồn nước, nhất là một số diện tích tưới ở vùng cao, vùng xa. Do vậy, cùng với việc điều tiết nguồn nước của các đơn vị thủy nông, các địa phương cũng cần chủ động triển khai phương án chống hạn cho cây trồng. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Ước thực hiện 6 tháng, thu ngân sách toàn tỉnh đạt 14.485 tỷ đồng, đạt 50% dự toán giao và bằng 104% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp quan trọng vào tăng trưởng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 tại Thanh Hóa là kết quả thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Ước thu xuất nhập khẩu thực hiện 6 tháng là 6.028 tỷ đồng, đạt 64% dự toán giao, bằng 110% cùng kỳ. Hầu hết các mặt hàng xuất nhập khẩu có số thu lớn đều có mức tăng mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt là mặt hàng dầu thô, hóa chất của công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, máy móc thiết bị của dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2. Ngoài tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, 6 tháng đầu năm 2020, có 6 trên 12 lĩnh vực thu đảm bảo tiến độ so với dự toán giao
và tăng thu so với cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân, thu phí, lệ phí, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Ngành thuế Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp thực hiện các chính sách về thuế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid thì công ty cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên là công ty cũng cố gắng thực hiện cái kế hoạch đặt ra trong năm 2020 này để đạt được là doanh thu khoảng 100 tỷ, và cái thực hiện cái nghĩa vụ cho nhà nước ấy thì khoảng trên 4 tỷ. Chi cục đã tập trung vào cái công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn của huyện, triển khai các chính sách chế độ để hỗ trợ đến kịp thời như giãn gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế. Bên cạnh đó thì cũng có đối với những cái doanh nghiệp nợ thuế thì đơn vị cũng có chủ động mời lên làm việc, cũng có cam kết cái lộ trình làm việc để nộp thuế theo từng cái tháng và từng quý theo đúng cái lịch cam kết. Mặc dù thu ngân sách 6 tháng năm 2020 toàn tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tuy nhiên công tác thu vẫn còn nhiều khó khăn khi mà cơ cấu thu có sự thay đổi. Nguồn thu chủ yếu là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu tiền sử dụng đất. Thu nội địa còn lại đạt thấp so với dự toán giao. Hiện giá dầu thô xuất nhập khẩu liên tục giảm. Dự báo thuế tiêu thụ đặc biệt từ công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ giảm 1.001 tỷ đồng so với dự toán giao. Nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong hoạt động, sản lượng tiêu thụ đạt thấp. Cùng với chính sách gia hạn nộp thuế nên dự kiến số thu nội địa giảm 1.850 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ đọng thuế, nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh còn cao. Đây sẽ là những thách thức rất lớn trong việc thực hiện thu ngân sách năm 2020. Nhiệm vụ thu ngành thuế Thanh Hóa là đang còn trên 11.000 tỷ. Đây là một trong những cái nhiệm vụ mà hết sức nặng nề. Để mà hoàn thành được cái số thu như thế này, ngành thuế phải tăng cường kiểm tra chống thất thu và thu hồi nợ động. Tiếp đó là phải rà soát tất cả các cái nguồn thu trên địa bàn, tập trung vào các cái nguồn thu mới, các cái nguồn thu phát sinh, các cái nguồn thu vãng lai, các cái nguồn thu mà đang còn dư địa mà có khả năng hoàn thành cái dự toán cao để bù đắp cho cái phần mà các cái khoản thu mà bị hao hụt. Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 28.967 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực thu dự báo không đạt dự toán, việc đẩy mạnh các giải pháp khai thác các nguồn thu, thu hồi thuế nợ đọng, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng cuối năm mà ngành thuế và các địa phương đang tập trung triển khai thực hiện sẽ là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa có thể hoàn thành dự toán thu đã đề ra. 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã có ảnh hưởng sâu và nặng nề đối với hoạt động thương mại dịch vụ, lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến lần đầu tiên tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt thấp hơn so với kế hoạch. Đây sẽ là thách thức đối với việc hoàn thành chỉ tiêu về thương mại dịch vụ từ nay đến cuối năm. 6 tháng đầu năm, tại siêu thị này, lượng hàng hóa bán ra chỉ bằng 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện nhà bán lẻ cho biết, dù hàng hóa rất phong phú dồi dào, đơn vị cũng đã liên tục triển khai nhiều giải pháp về kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Song sức mua của người tiêu dùng đã giảm mạnh, nhất là đối với nhóm hàng hóa không thiết yếu. Ảnh hưởng lớn nhất là những hàng hóa không thiết yếu. Thì cái đối với dịch Covid thì cũng làm cho người dân là ngại ra đường, cũng như ngại đến các trong cuộc sống. Nhưng chúng tôi cũng có những cái giải pháp như đặt hàng qua điện thoại, bán hàng online, thì những cái đó cũng phần nào xử lý được cái chuyện đó. Và cái tốc độ mà tăng giảm của ngành hàng thiết yếu thì không có, nhưng mà đối với ngành hàng không thiết yếu thì giảm khá là sâu. Theo đánh giá của Sở Công Thương Thanh Hóa, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020, dịch vụ thương mại trên thị trường nội tỉnh có sự sụt giảm mạnh. Từ giữa tháng 5 đến nay, khi dịch bệnh COVID-19 ở trong nước được kiểm soát tốt, các hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong tỉnh đã có sự hồi phục nhanh. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh, chỉ ước đạt trên 51.000 tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch cả năm và giảm 4,2% so với cùng kỳ. Hiện các doanh nghiệp nhà bán lẻ trên địa bàn vẫn đang nỗ lực triển khai các giải pháp về sản xuất kinh doanh, lưu chuyển hàng hóa và kích cầu tiêu dùng mua sắm, nhằm bù đắp lại sản lượng doanh số đã bị thiếu hụt trong những tháng đầu năm. Trong 6 tháng cuối năm thì tôi nghĩ rằng là sức mua nó sẽ quay trở lại, và chúng tôi cũng đang có chương trình để hỗ trợ các khách hàng vì mùa dịch. Thì chúng tôi sẽ giảm sâu tất cả các mặt hàng, chúng tôi sẽ giảm giá để hỗ trợ khách hàng.
để tăng cái doanh số bán hàng để đạt được như kỳ vọng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có những cái gói kích cầu và có những cái nguồn hàng làm sao mà nó phù hợp nhất với người tiêu dùng. Và cái hệ thống ở trên các tuyến huyện phân phối như chúng tôi đang làm thì hiện tại là đến năm nay với cái thời tiết rất nắng nóng như này nhưng mà cái tốc độ tiêu thụ của dân thì cũng chỉ mới bằng khoảng độ 1/3 cho đến một nửa so với năm ngoái thôi. Để đạt được mục tiêu tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm đạt 118.000 tỷ đồng, 6 tháng cuối năm, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh phải đạt trên 66.800 tỷ đồng, tương ứng 56,7% kế hoạch. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Để hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác tốt thị trường nội địa, ngành công thương Thanh Hóa đang tiếp tục thực hiện các giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa, tăng cường các hoạt động kích cầu tiêu dùng, mua sắm trên thị trường. Ngành du lịch Thanh Hóa đang có hàng loạt động thái tích cực nhằm kích cầu du lịch, qua đó góp phần thu hút du khách đến với Thanh Hóa, cũng như mở ra cơ hội liên kết, hợp tác phát triển giữa các địa phương, thực hiện có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch. 10 các địa phương trọng điểm du lịch tham gia khảo sát đánh giá về điểm đến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công bố tour du lịch về miền di sản Ninh Bình, Thanh Hóa, tổ chức lễ hội Carnival đường phố tại thành phố Sầm Sơn là những hoạt động nổi bật mà ngành du lịch Thanh Hóa đã tập trung thực hiện trong thời gian qua nhằm kích cầu du lịch. Đặc biệt, việc Thanh Hóa đã có 8 đường bay đến các địa phương trọng điểm về du lịch do các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways khai thác gồm Thanh Hóa Hồ Chí Minh, Thanh Hóa Cần Thơ, Thanh Hóa Nha Trang, Thanh Hóa Buôn Mê Thuột, Thanh Hóa Đà Nẵng, Thanh Hóa Quy Nhơn, Thanh Hóa Phú Quốc và Thanh Hóa Đà Lạt. Đây chính là điều kiện quan trọng nhất để Thanh Hóa thực hiện liên kết, trao đổi và thu hút khách liên vùng. Sự thuận lợi giữa đường bay giữa hai địa phương là Đà Nẵng, Huế đó là cơ hội để hai địa phương phát triển về du lịch. Vì vậy, theo tôi nghĩ là giữa lá chính quyền của địa phương và Đà Nẵng, chúng ta phải ngồi lại với nhau để chúng ta phải đưa ra một cái chiến lược lâu dài để phát triển hơn nữa giữa Đà Nẵng và Thanh Hóa. Ví dụ như là chúng ta có thể ký kết một cái biên bản hợp tác giữa Đà Nẵng và Thanh Hóa và sau đó là trong cái biên bản đó thì chúng ta sẽ vạch ra những kế hoạch định, những cái chương trình, những cái chiến lược, những cái nội dung thật là cụ thể để chúng ta cùng nhau tuyên truyền, cùng nhau xúc tiến và cùng nhau đưa Đà Nẵng và Thanh Hóa ngày càng phát triển hơn. Trên thực tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh Thanh Hóa mới chỉ tập trung khai thác đưa khách ra tỉnh ngoài, bán phòng, bán dịch vụ cho các địa phương khác, chưa linh hoạt trong việc liên kết với các đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch tại các địa phương xây dựng tour, nối tour. Do đó, để chương trình kích cầu du lịch thực sự hiệu quả, Thanh Hóa cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện kích cầu để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo chất lượng dịch vụ, điểm đến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh liên kết để các doanh nghiệp cùng tham gia tìm hiểu thế mạnh sản phẩm du lịch độc đáo của từng địa phương, từ đó giới thiệu đến khách hàng. Thông qua Sở Du lịch và hai hiệp hội đã có những ký kết như buổi hôm nay thì đối với các doanh nghiệp của chúng tôi là về sẽ cố gắng làm sao lan tỏa được cái thông điệp là chúng ta có thể xây dựng một cái sản phẩm để kích cầu du lịch nội địa giữa Ninh Bình và Thanh Hóa nó có cái sự lựa chọn nó mới hơn, tránh sự nhàm chán là chúng ta đến Thanh Hóa là chỉ đi Sầm Sơn. Trong nỗ lực kích cầu du lịch để thu hút người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, người Thanh Hóa đi du lịch Thanh Hóa, có thể thấy các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch tại các địa phương có đường bay kết nối với Thanh Hóa đã rất tích cực và nhanh chóng tham gia vào các chương trình kích cầu du lịch. Điều này cho thấy sự cần thiết phải thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác về du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương khác nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ và liên kết vững chắc để kích cầu du lịch thực sự đạt hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 là ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam với chủ đề thực hiện nghiêm luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam hướng tới các hoạt động tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế, từ năm 2010, mọi người dân đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế để tạo điều kiện cho người dân
nhà nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng. Theo đó, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi, người từ 80 tuổi trở lên được cấp miễn phí bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, các hộ làm nông, lâm ngư nghiệp được giảm mức đóng từ 30 đến 70% mệnh giá thẻ. Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được giảm dần mức đóng theo số thành viên tham gia. Người có thẻ bảo hiểm y tế, tùy theo từng đối tượng, khi đi khám chữa bệnh sẽ được bảo hiểm y tế chi trả từ 80% đến 100% viện phí. Công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hậu Lộc thì đã có nhiều cái kết quả là tích cực. Đó chính là cái số người mà tham gia bảo hiểm y tế qua các năm đều tăng. Và tính đến nay thì số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện là 155.000 người và chiếm cái tỷ lệ là 87,5% dân số trên địa bàn toàn huyện. Và có được cái kết quả như trên thì cấp ủy, chính quyền huyện đã quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc một cách tích cực và triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ. Trong đó thì cái giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đóng cái vai trò quan trọng. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh có trên 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm gần 88% dân số. Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025 có từ 90% dân số trở lên tham gia bảo hiểm y tế. Ngành y tế thì cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp để chỉ đạo các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh nâng cao cái chất lượng chuyên môn. Đây là một cái nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Ngành y tế cũng đã đồng loạt triển khai các cái giải pháp khác để gia tăng cái sự thuận lợi cho người bệnh trong cái quá trình đi khám bệnh chữa bệnh. Qua cái đánh giá, cái khảo sát sự hài lòng của người bệnh trong cái chương trình đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm thì liên tục là được cải thiện. Trong thời gian tới thì để thực hiện cái đạt được cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và đồng thời là cũng triển khai sâu rộng những các biện pháp để tuyên truyền đến các mọi tầng lớp nhân dân để cùng tham gia với một cái số lượng người tham gia cao nhất để cũng quyết tâm thực hiện hoàn thành cái chỉ tiêu kế hoạch mà của Ủy ban dân tỉnh cũng đã giao cho các ngành và các địa phương. Theo tính toán của ngành y tế, giá viện phí được cấu thành gồm 7 yếu tố, nhưng hiện nay mới chỉ tính trên 4 yếu tố, còn 3 yếu tố nữa vẫn được ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua bệnh viện. Khi giá viện phí tính đúng, tính đủ thì bảo hiểm y tế sẽ có ý nghĩa quan trọng giảm sự đóng góp thêm của người bệnh. Ngược lại, đối tượng không có bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi họ không còn được nhà nước bao cấp. Do vậy, việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là một mục tiêu nhân văn hướng tới đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của mọi người dân. Hơn 10 năm qua, gia đình anh Đồng Khắc Luân ở thôn Cao Nhuận, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã có tới 40 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với suy nghĩ cứu người là cứu mình là hành động chân quý của gia đình anh đã góp phần làm đẹp thêm nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Sau khi được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020, anh Đồng Khắc Luân cũng như cả gia đình vẫn không giấu nổi niềm vinh dự tự hào. Anh Luân điện về nói là đúng là mình làm cái việc nhỏ bé nhưng mà cứ nghĩ là mình thích thì mình tự nguyện mình giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ mọi người chứ không thể nghĩ là việc mình làm nhỏ bé như thế mà lại được đảng nhà nước tôn vinh lớn lao. Có ra đến ngoài đây thì thấy vinh dự lắm, tự hào lắm. Thì điện về thì thấy anh Luân nói thế thì cũng rất là xúc động. Nhóm máu của tôi là nhóm máu O, cũng rất là may là cái nhóm máu O chỉ có cho được rất nhiều người. Thì tôi cũng rất có cảm giác là máu là một cái loại chế phẩm mà không có cái gì thay đổi được. Chỉ có máu, chỉ có cho thì với là còn máu không sản xuất được, không có loại nào thay thế được. Cho nên tôi suy nghĩ người bệnh cần máu, cũng như tất cả những người mà trên cộng đồng, người ta đang ở những cái giai đoạn cần máu để mà sống, cứu sống con người. Thì tôi thấy cái đó là nếu mà tôi đưa được cái dòng máu của tôi vào một người nào đó mà cứu sống được là cái điều hạnh phúc nhất của tôi. Anh Đồng Khắc Luân bắt đầu hiến máu từ năm 2007. Có những năm anh hiến tới 5 lần. Trước đây,
huyện, thị xã, thành phố nào có chiến dịch hiến máu, anh đều thu xếp công việc đến tận nơi tham gia. Từ khi Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh có điểm hiến máu cố định, cứ vài tháng anh lại hiến máu một lần. Cảm phục trước tấm lòng thơm thảo của anh và nhận thấy sau khi hiến máu, sức khỏe anh hoàn toàn bình thường. Vợ và hai con trai anh cũng tham gia từ năm 2015. Tôi nhớ nhất cái kỷ niệm của tôi, đó là những lần hai vợ chồng cũng đi du lịch miền Tây về. Thì chúng tôi đi về đến đêm, sáng mai đi đại hội nông dân của huyện, nông dân đại hội đại biểu nông dân của huyện. Thì trong thời gian mà chờ cái văn nghệ chào mừng thì tôi đã bắt taxi ra ngoài hội trường 25B của tỉnh để cùng tham gia hiến máu. Hiến máu xong rồi tôi quay về thì vẫn còn kịp dự để khai mạc đại hội. Gia đình ông Đồng Khắc Luân, một trong những gia đình là tham gia hiến máu nhiều lần. Cá nhân ông Luân thì nay là 24 lần hiến máu. Qua đó là chúng tôi tuyên truyền và nhân rộng cái mô hình, các cái gương điển hình trong huyện. Hơn 10 năm tham gia hiến máu tình nguyện, anh Luân và gia đình được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng hai bằng khen, nhiều giấy khen của các cấp, các ngành và niềm tin yêu, quý trọng của bà con làng xóm. Với anh, mong muốn lớn nhất là luôn có sức khỏe để tiếp tục hành trình thiện nguyện cứu người. Tới đây là tôi đang đăng ký thêm hiến cái tiểu cầu, vì lâu nay là tôi hiến toàn phần, 24 lần toàn phần. Nên tôi đăng ký hiến theo cái tiểu cầu thì thời gian nó sẽ rút bớt lại, khoảng là nửa tháng là đã hiến một lần. Thì tôi sẽ cố gắng vận động gia đình và người thân tôi cùng tham gia hiến máu. Đặc biệt là cái hành trình đó tới đây đi qua Thanh Hóa là cả bốn vợ chồng con cái tôi đều tham gia hiến tại thành phố Thanh Hóa. Từ ngày 1 tháng 7, quy định về quy chuẩn quốc gia 41 năm 2019, quy định về báo hiệu giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực. Theo quy chuẩn mới, sẽ có nhiều quy định bổ sung những bất cập về quy chuẩn cũ và có lợi hơn cho những người tham gia giao thông cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo quy chuẩn quốc gia 41/2019, có rất nhiều điểm mới như định nghĩa lại về ô tô con là xe được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chở người không quá 9 chỗ ngồi kể cả chỗ người lái. Quy định này đã loại xe tải dưới 1,5 tấn ra khỏi danh sách xe con. Quy định về biển báo hiệu đặt về phía tay phải hoặc phía trên phần đường xe chạy để người tham gia giao thông dễ nhìn thấy và có đủ thời gian để chuẩn bị đề phòng. Các xe muốn vượt phải vượt về bên trái. Xe đi với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người lái xe phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về phần đường bên phải của phần xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. Bổ sung vạch phân chia các làn xe cùng chiều là dạng vạch kép. Quy chuẩn mới cũng bổ sung nhiều về biển báo hiệu giao thông khác, buộc tài xế cần phải cập nhật và ghi nhớ, như biển báo bắt đầu khu đông dân cư R.420, và biển báo hết khu đông dân cư R.421. Cái quy chuẩn 41/2019 thay thế cho quy chuẩn 41/2016 như thế là hoàn toàn là phù hợp với cái hạ tầng giao thông hiện nay. Nó tiện cho người tham gia giao thông như chúng tôi cũng như là các cơ quan quản lý chức năng cũng dễ dàng quản lý hơn và xử lý hơn trong những trường hợp giao thông như bây giờ. Quy chuẩn 41/2019 đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Tuy nhiên là ở trong thành phố còn có rất nhiều cái bất cập. Thứ nhất là cái hệ thống biển báo cũ đã được nâng cấp, nhưng mà tuy nhiên nhiều chỗ là chưa quan sát người đi, chưa quan sát hết được. Và có nhiều những cái đường ngang ngõ dọc là họ đi ra là chưa có những cái biển báo đầy đủ. Theo cá nhân tôi nghĩ thì hiện nay đơn vị quản lý cái hệ thống biển báo đường bộ, báo hiệu đường bộ thì cần phải có những cái cập nhật. Theo quy định, quy chuẩn biển báo hiệu giao thông đường bộ thường được cập nhật mới trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm một lần. Và theo đó, các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào các quy định mới để xử lý các lái xe vi phạm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông cũng như không bị các lực lượng chức năng xử phạt, mỗi người khi tham gia giao thông trên đường cần chú ý quan sát biển báo, vạch kẻ đường để tránh vi phạm. Sáng ngày 1 tháng 7, tỉnh đoàn Thanh Hóa và công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thanh Hóa đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh năm 2020. Theo nội dung ký kết, tỉnh đoàn Thanh Hóa và công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn Thanh Hóa và đoàn viên thanh niên trong tỉnh được tiếp cận với các dịch vụ trong lĩnh vực khám chữa bệnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thanh Hóa, như tham gia các chương trình kiểm tra sàng lọc đánh giá sức khỏe định kỳ 2 lần một năm, miễn phí vận chuyển đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Melatech tại Hà Nội cũng như các tỉnh để khám bệnh và điều trị bệnh,
cung cấp dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả tại nhà 24/7 khi cán bộ nhân viên, người lao động tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu. Tổ chức các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp Tết Nguyên đán, tháng công nhân, ngày thành lập đoàn. Chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.